những tay đấm boxing đỉnh cao. Những mảnh hổ võ thuật cổ truyền. Những trận thách đấu Muay Thái tranh giải thưởng Number One vô cùng kịch tính. Đón xem giải boxing võ thuật cổ truyền, các vận động viên xuất sắc trên đài vô địch Let's Việt 2015 trực tiếp lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần từ ngày 4 tháng 7, duy nhất trên kênh Let's Việt.